Danh tính nam thanh niên trốn kiểm tra nồng độ cồn, lái ô tô tông cảnh sát giao thông ở Hà Nam. Ngày 16 tháng 12, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam và Công an thị xã Duy Tiên đã xác định được danh tính tài xế ô tô không chấp hành tín hiệu dừng xe, tông thẳng vào cảnh sát giao thông. Tối 15 tháng 12, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông thị xã Duy Tiên, Hà Nam thực hiện kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn. Khi cán bộ Cảnh sát Giao thông ra tín hiệu yêu cầu xe ô tô màu đen dừng lại kiểm tra, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tông thẳng vào hai cán bộ Cảnh sát Giao thông, khiến một người bị hút văng. Sau khi gây ra vụ va chạm, tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy, cán bộ Cảnh sát Giao thông bị thương, đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam và Công an thị xã Duy Tiên nhanh chóng vào cuộc xác minh, xác định xe ô tô trên mang biển số 30K46084, nhãn hiệu Honda HR VAS. Chủ phương tiện là ông Phạm Văn Hắc, sinh năm 1981, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Qua xác minh ban đầu, người điều khiển xe ô tô thời điểm xảy ra sự việc là Phạm Đình Huân, sinh năm 2003, con trai ông Hắc. Công an thị xã Duy Tiên vận động gia đình đưa Phạm Đình Huân về trụ sở cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu nam tài xế khai nhận về hành vi vi phạm của bản thân. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.